dành cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh. Hiện nay vấn đề an toàn giao thông được toàn xã hội quan tâm. Trên khắp các nẻo đường chúng ta đã thấy khẩu hiệu an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà, như một lời cảnh báo và nhắc nhở tới những người đang tham gia giao thông hãy chấp hành luật giao thông để đem lại cho mình và cho cả gia đình. Sau đây lớp 3 xin biểu diễn một tiểu phẩm ngắn mang tên Chúng ta cùng học luật giao thông với sự tham gia diễn xuất của các bạn. Bạn Quỳnh Chi vai mẹ, bạn Hoàng Dũng vai bố, bạn Phương Anh vai con và bạn Bảo Sơn vai cảnh sát giao thông. Sau đây tiểu phẩm xin được phép bắt đầu. Hôm nay trường tiểu học Trường Hợp Victory tổ chức hội xuân. Bà Phương Anh vui lắm, chỉ mong bố mẹ chuẩn bị thật nhanh để đi đến trường. Bố mẹ ơi, bố mẹ đã chuẩn bị đồ xong chưa? Chúng ta đi hội xuân ở trường thôi à? Ừ, mẹ ra rồi đây, ông đã nhanh lên cái, kiểu muộn. Ừ, tôi ra rồi đây. Ơ, thật bố không đợi bố ba hiểu á? Cần gì phải đợi, cái mũ nặng như cái nồi cơm điện ấy. Mà bố con đang đẹp trai, đợi vào thì còn ai thấy bố đẹp trai nữa. Nhưng mà ông ơi, con nói là đúng rồi đấy ông ạ. Ông mà không đợi mũ bảo hiểm thì sẽ bị cảnh sát phạt đấy. Vâng ạ, nếu đi xe máy mà không đợi mũ bảo hiểm là sẽ bị các chú công an phạt đấy bố ạ. Được rồi, để bố đi lấy mũ bảo hiểm. Ông phải nhanh lên cá, không muộn đến bây giờ. Ừ, tôi ra rồi đây. Con gái có vẻ hiểu luật giao thông quá nhỉ? Vâng ạ, ở trên trường anh bố luôn dạy con về luật giao thông. Cả chương trình hình cũng có mà bố. Con gái chỉ giỏi lý sự. Thôi nhà mình đi nào. Hai mẹ con bám chóc vào. Ôi, bố đi chậm thôi. Con sợ bố bê vào người khác lắm. Ba thế nào mà ba, con cứ yên tâm. Bố ơi, sắp đến đây đỏ rồi, bố đi chậm thôi à? Con cứ để bố đi. Mời anh dừng xe. Ôi, cán bộ ơi, tôi có làm gì sai mà cán bộ bảo tôi dừng xe thế này? Anh có không biết mình mắc lỗi gì ư? Các bạn ơi, các bạn có biết người bố mắc những lỗi gì không? Đúng rồi, người bố mắc những lỗi như chạy xe, đội mũ nhưng không cài quai, vượt đèn đỏ, chạy quá nhanh. Bây giờ anh đã biết lỗi của mình chưa? Tôi đã biết lỗi của mình rồi thưa cán bộ. Được rồi, đây là lần đầu tiên anh biết ghi nhận lỗi. Lần sau anh nhớ chấp hành luật giao thông nhé. Được rồi, lần sau tôi hứa sẽ chấp hành luật giao thông. Kính thưa thầy cô và các bạn, những năm qua trường tiểu học Hưng Hợp Victory luôn chú trọng đến nội dung an toàn giao thông và những hoạt động thiết thực như giáo dục kỹ năng sử dụng an toàn giao thông, phát mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1. Các bạn ơi, các bạn hãy chấp hành luật giao thông để an toàn cho bản thân, cho gia đình và cho mọi người nhé. Tiểu phẩm của lớp 3, 2, đây là kết thúc. Cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn đã lắng nghe.